Rồi qua hai câu sau đó là ai mà biết đặng ngày mai. Ai mà biết đặng ngày mai là câu này Đức Thầy hỏi, hỏi lại cho tất cả đồng đạo của chúng ta, tất cả tín đồ của Phật giáo Bảo, ai mà biết đặng ngày mai. Vậy thì bây giờ Đức Thầy đã hỏi trong cuốn giáo lý, bây giờ Đức đồng đạo nêu lên, chúng tôi cũng xin hỏi lại. Hỏi lại đồng đạo mình, bây giờ ai biết được ngày mai đâu, đưa tay lên coi. Có ai biết được không? Không biết phải không? Không biết được ngày mai mình bây giờ, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, ngày nay chúng ta đi đám dỗ như vậy mà không biết ngày mai mình như sao. Ngày mai bản thân mình ra sao mình chưa biết mà, phải không? Vậy thì bản thân của chúng ta vô thường bệnh lão, bất dữ nhân kỳ chiêu tồn tịch vong sát na, vậy thế vô thường bệnh lão chẳng đợi với người nào, mới sớm còn tối mất là khoảnh khắc được bước qua đời khác liền. Nó lẽ như gió tạt ngọn đèn đá da nải lửa, sóng vỗ ngoài khơi bốn chiều đầu núi, chớp mắt là xong vậy. Bây giờ chị Lễ chị ngồi đây nè, ai biết được ngày mai phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hội đồng gia tộc, và kính đến các bậc lớn tuổi, và kính đến đồng đạo Bảy Thành, đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm, và kính đến quý ông quý bà, hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo Bảy Thành, mà tất cả cô bác anh chị em cũng chư đồng đạo xa gần, chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị sắp xếp thời gian quý báu gia đình của mình mà thân hành đến đây để chung dự. Và lát nữa đây chúng ta sẽ cùng với gia đình để mà cầu nguyện cho hương linh người quá giảng cử quyền thất tổ được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này đó là đồng đạo Bảy Thành đều có tổ chức long trọng. Và năm rồi đó chúng tôi cũng cảm nhận là trên dưới 20 bàn. Nhưng mà năm nay đó thì chắc có lẽ là cũng trên dưới vậy, chứ cũng không có kém gì. Mà tất cả chư quý vị dành sự ưu ái đặc biệt nhân ngày chánh lễ kỷ niệm này, và đến đây được dự diện được doanh túc mãn đường, để mà góp phần cho cái buổi mà trao đổi Phật Pháp hôm nay được cái phần long trọng. Thưa chư quý vị, thì chúng tôi cảm nhận được tất cả chư quý vị ở xa xôi đó thì bây giờ cũng trở về đây được đông đủ. Đây là một cái tinh thần cao cả, là một cái tinh thần hết sức là quý báu mà được đồng đạo Bảy Thành đã gieo duyên. Cho nên người xưa có câu là lai nhân bất như lai kỷ, có nghĩa là mình đến với người ta là chi cho bằng là mình là đến với, muốn cho người ta đến với mình là mình phải đến với người ta trước, là người ta mới đến với mình. Cho nên nhất gia hữu sự bá gia ưu, có nghĩa là một nhà có việc trăm nhà đều lo. Vậy thì bây giờ tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo đến đây là do nhân tình của đồng đạo Bảy Thành đã gieo duyên suốt trong thời gian 360 ngày đi suốt luôn đám làm từng đám dỗ và chương trình niệm Phật như thế nào đó, thì đồng đạo cũng đến với tất cả chư quý vị. Thì hôm nay quý vị coi như là cũng nhân tình đó mà cũng không có bỏ lòng với đồng đạo Bảy Thành mà đến đây được chung dự, coi như là hết sức được đông đủ cô bác anh em chư đồng đạo. Thì bữa nay tất nhiên là vào ngày 17 rồi, chỉ còn trong thời gian ngắn nữa thôi, tất nhiên là khoảng cỡ chừng 6-7 ngày nữa là chúng ta sẽ đón nhận được cái ngày đại lễ của Đức Thầy Lâm Phàm cô bác anh em chư đồng đạo, là ngày 25 tháng 11 năm 1919 năm Kỷ Mùi, là Đức Thầy vì chúng sanh cho nên Lâm Phàm để cứu độ, và ngài coi như là đánh lên một cái tiếng chung cảnh tỉnh giác ngộ cho tất cả các chúng sinh. Thì hôm nay coi như là cái ngày 17 rồi, chỉ còn vỏn vẹn trong 6-7 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón nhận, và tất cả hàng triệu triệu con tiên coi như là hướng về tổ đình và hướng về coi như là cái ngày đại lễ đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thưa chư quý vị, mặc dầu Đức Thầy ra đời cứu thế chẳng mong ơn ai trả, nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cái công ơn của Đức Thầy ra đời dạy dỗ hết sức là sâu nặng. Cho nên ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bá tánh xót tình thương nên coi như là cái ơn Phật như là rất là lớn. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, mặc dầu là ngài cứu thế không mong gì ơn ai trả, nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cái công ơn của Thầy, thì chúng ta khắc cốt ghi tâm là ơn Thầy khổ quá nặng ngàn cân, là cái ân ơn của Thầy coi như là rất là sâu nặng.
Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta như là ngồi lại đây và trao đổi Phật pháp như thế này cũng là một cái điều để đáp ơn của tôi thầy cô bác anh em dùng đạo. Cho nên đạo đồng thương lẫn cùng nhau, đó là đáp lại cái ân cao của thầy. Mà chúng ta đau lưng xây cặp chân dai thích cánh gắn bó cùng nhau để mà lo cho giáo lý đức thầy mà khi tổ thầy còn xa vắng. Đó là một cái tinh thần chung, cũng là một cái tinh thần để chúng ta đáp lại cái ân tam bảo trong buôn bột. Thưa chư quý vị, vậy thì cái con tầm nhỏ ăn lá dâu xanh còn phải biết nhả cuộn tơ vàng để đền ơn cho chủ. Thế hôm nay chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã biết được cái ơn thầy đã dạy dỗ cho chúng ta. Vậy thì bây giờ cái ơn ấy rất là sâu nặng. Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để mà đáp đền ơn tam bảo. Và muốn được đáp đền ơn tam bảo đó thì đức thầy mới bảo cho chúng ta là bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm trí tuệ được minh mẫn dẫn dắt dùm kẻ xa cơ đặng đi đến con đường giải thoát, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức. Vậy thì hôm nay trên chương trình phương diện mà trao đổi Phật pháp này cũng là một điều kiện mà chúng ta coi như là để mà truyền bá giáo lý, để mà đáp ơn tổ thầy. Thôi thì chúng tôi cũng như là khái niệm đôi điều để gửi đến tất cả chư quý vị qua cái lời nói đầu và ban tổ chức hôm nay cho chúng tôi là cái chương trình nghi vấn. Nếu như quý vị mình nghi vấn thì có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bạn nhân ba tánh. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi hợp tác cũng với ban tổ chức để cùng nhau đáp đền ân tam bảo trong muôn một. Thôi thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu nơi đây và cũng xin trả lại cho ban tổ chức và sứ ngôn và tất cả chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nên thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến còn thể quý cô bác, anh chị em và chư đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một đồng đạo ở thành phố mà không dám đến đây, nhờ tôi hỏi dùm qua 4 câu giảng. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Mà cái người nghèo khổ lắm lem mà Đức Thầy lại thương, mà sao mà cái chỗ tiếp theo mà Thầy nói là cái cảnh thấy cảnh sung sướng mà nó thèm quá tay, là như vậy là cái người này được Thầy thương hay là Thầy chỉ ngay cái người mà thèm đó là như thế nào? Rồi ai mà biết đặng ngày mai, vậy là không ai biết được ngày mai. Ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu, như vậy là cái thảm sầu của ngày nay và ngày mai nó cách nhau như thế nào, nó có một cái khoảng cách như thế nào, anh Tư cũng cho biết. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý ủng hộ cho tinh thần Phật pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo nêu lên trong 4 câu giảng của tổ thầy. Và trong 4 câu giảng đó là thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, qua 4 câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong quyển nhất, tất nhiên là cái quyển khuyên người đời tu niệm. Và quyển khuyên người đời tu niệm này đó là Đức Thầy viết cái vào lối tháng 9 năm 1939, và Đức Thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả là 912 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây là 4 câu cho chúng tôi bàn. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý là thương người nghèo khổ lắm lem, là cái cảnh hoàn cảnh mà cái người khổ lắm lem như thế nào mà Đức Thầy đã thương cô bác anh em với đồng đạo. Rồi thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai, vậy thì bây giờ cái cảnh sung sướng là cái cảnh nào mà cái người này lại thèm? Thưa chứ quý vị, rồi bây giờ ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu, là nói qua cái cảnh hoàn cảnh thay đổi và cái cảnh coi như là biến chuyển của như là cái cuộc hảo quân này. Thôi cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua 4 câu giảng mà được đồng đạo nêu lên. Đó là
thương người nghèo khổ lắm đêm. Thưa như quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy là vốn dĩ là ông Phật, khi mà Ngài lâm phàm và Ngài thấy tất cả các chúng sanh trong cõi trần này lặng hụp, coi như là không có chỗ nào mà sung sướng được, nên lòng từ bi chí cực Ngài mới lâm phàm để độ cho khắp cả các chúng sanh. Mà khi Ngài lâm phàm rồi đó là Ngài thấy tất cả các chúng sanh coi như là ở trong cái cõi trần này cơ cực, nào lo ăn, lo mặc, lo ở, lo bệnh, lo đủ tất cả các việc. Nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh á, tạo quá ư đi, cho nên bây giờ con người hay bị gặp hoàn cảnh không có phước mà nghèo. Kiếp trước mở hồ bao bố thí nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sẻn tham gian, kiếp sau đâu khó nghèo nàn tả tơi. Cho nên những cái người nào mà coi như là nghèo tàn tạ te tua tơi tả tiêu tiều tỷ tan tác đen, là những cái thành phần này coi như là thiếu phước. Mà những cái thành phần thiếu phước này đó là Đức Thầy thương lắm cô bác anh em chị đồng đạo, phải không? Đức Thầy thương sao? Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là những người nghèo mà bây giờ biết tu đó là Đức Thầy thương cô bác anh em chị đồng đạo. Ghét những kẻ có ăn bỏng sẹn, thương những người đấu gách cơ hàng. Hoặc giả là tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Hoặc giả là nghèo thời cũng ráng cháo rau, chớ đừng gian xảo ngày sau thanh nhàn. Cho nên Đức Thầy thương lắm cô bác anh em dân đạo, thương những cái người nghèo mà tao biết tấm lòng chân thật, thấy không? Còn những cái người nào mà coi như là giàu có mà không có lo kinh như là đạo đức thì Đức Thầy không có thương đó. Thật sự là vậy cô bác anh em dân đạo đó. Cho nên bây giờ những cái người nghèo khổ lắm lem, tất nhiên là những cái người này coi như là quần do áo dẫn, coi như là bán mặt cho trời, bán lưng cho đất, tất nhiên là hàng ngày coi như là suốt cuộc đời mà làm coi như là cũng không thấy dư. Rồi bây giờ coi như là cái cuộc sống hết sức là chật vật vô cùng cô bác anh em dân đạo. Nhưng mà nếu như cái người này có một cái tâm chân thật để mà lo cho đạo đức, biết được niệm Phật và biết được làm lành và biết được cái điều đạo đức là Đức Thầy thương lắm cô bác anh em chừng đạo. Vậy thì bây giờ nói chung lại là tất cả đồng đạo của chúng ta nè, phải không? Thì bây giờ không có cái người nào mà giàu giống như bao nhiêu người khác được đâu cô bác anh em chừng đạo. Tại sao không giàu? Tại vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta coi như là lắm lem làm ăn, coi như là chân thật làm ruộng làm nương, coi như là tất cả các công việc của mình là chúng ta làm hàng ngày, như vậy đâu có dư đâu, phải không? Mà nếu như có dư đi chăng nữa thì bây giờ cũng không có thể coi như là tích trữ cơm tiền, tích trữ vàng bạc gì chân chọi. Có dư nhiêu bố thí, có dư nhiêu giúp nhiêu, có dư nhiêu thì làm phước hết trơn. Nhiêu ông này nè, ông đại lý bia nè ha, mà có nhiêu bắt đầu là xả ra trơn trọi. Bây giờ hỏi ông không có đồng bạc đồng tiền trong túi luôn, tới chừng mà chạy xe mà không có xăng dầu mà đổ nữa, có bác cái nắm chung đạo nghèo khổ đến vậy đâu mà ông Phật không thương sẽ được, phải không? Tôi vô cô bác anh em nhân đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta có một cái tấm lòng mà làm được như vậy thì Đức Thầy ông Phật ông thương lắm. Đó là thương người nghèo khổ lắm đem, tất nhiên ông Phật ông thương cái người nghèo. Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại hồi xưa cái chuyện của ông Nhân Hồi đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Quý vị mình còn nhớ phải không? Ông Nhân Hồi khi xưa coi như là trong khi đó ông không có của cải tài sản gì chân trời, mà hằng ngày ổng như vậy tất nhiên là một bầu nước một đai cơm thôi, dĩ quăng di chẩm, tất nhiên lấy cái tay mà làm gấu thôi, còn như là lấy cái như là màn trời chiếu đất hoặc gió đèn trăng để cái như là trong khi đó để ổng sống thôi. Vậy đó mà trong khi Đức Thầy khen chỗ nào? Đức Thầy mới nói coi như là trong cái bài Sa Đéc đó là nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, thấy không? Tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Còn bây giờ nếu như cái người giàu đó Đức Thầy coi như là đem ra để thống trách thôi, đó là ai? Đó là Thạch Sùng Dương Khải Sách Đèn Ai Ưa, đúng không? Thạch Sùng Dương Khải Sách Đèn Ai Ưa, thánh hiền rôi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện, nhờ người ưa kính thờ, cho nên bây giờ ỷ có của cải tài sản bắt đầu cứ khoe, nghe không? Mà mình khoe đi chăng nữa nhưng mà cuối cùng mình giàu có người ta giàu hơn, mình hay có người ta hay hơn, mình nhà cửa cao rộng có người ta cao rộng hơn. Vậy thì bây giờ nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không có ai bằng mình. Cho nên bây giờ mình như vậy đây, bây giờ mình an phận lo tu, gọi là thiểu túc tri lạc cô bác anh em dân đạo, tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo, ăn bằng xả thân tu tỉnh, vậy là xong. Đó là qua câu đầu. Vậy thì qua câu đầu đó tất nhiên là thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai. Vậy thì bây giờ ai cũng ham được cái cảnh sung sướng hết cô bác anh em dân đạo. Nhưng mà cái cảnh sung sướng này của Đức Thầy không có phải nói là cái cảnh sung sướng ở tương lai, là trong khi đó làm cho mình dinh thân thủy gia, làm cho mình nhà cao cửa rộng có cái xe cộ đâu. Mà cái cảnh này, cái cảnh sung sướng ở thế gian
xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để khổ tu hành khổ mới vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà là đừng khổ cũng đừng vui. Cho nên hôm nay chúng ta ham cái cảnh sung sướng ở thế gian, nhưng mà khi tham sung sướng cái cảnh thế gian trong thời gian rồi là nó cũng không có tồn tại được đâu, là cái cảnh nó không có sung sướng đâu. Nhưng mà cái cảnh sung sướng mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là, đó là ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Cái này là cái cảnh sung sướng thiệt nè. Ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân, tu cho nhàn tội tám thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Là cái cảnh vinh hoa đó, là cái cảnh vinh hoa đó là mới là sung sướng. Còn cái vinh hoa của thế gian là vinh hoa phú quý chòm mây bạc, hoặc giả là vinh hoa dường thể cúc mai, cuối mùa tàn rủi lâu dài đặng đâu, thì cái cảnh đó đâu có sung sướng đâu mà thèm, thấy không? Nếu mà chúng ta thèm cái cảnh sung sướng đó thì bây giờ nay vinh mà là mai nhục, cuộc hạnh suy như thể tan bay, mà đường vinh nhục rủi mai một lát à, tất nhiên đâu có đó tồn tại đâu mà ham. Vậy thì bây giờ qua câu này Đức Thầy mới thương cho cái người nghèo, nếu ai biết tu thì thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai, tất nhiên là muốn nói qua cái cảnh ở nơi tương lai, là sau này cái người tu chúng ta hưởng cái cảnh sung sướng đó là cái cảnh gì? Là cái cảnh mà Đức Thầy cho chúng ta biết, lưu ly hộ phách mấy tòa đại cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo đức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, nước tôi lưng đóng chào người chân thu. Hoặc giả là Đức Thầy cho chúng ta biết cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh nè, tìm nơi an dưỡng không? Là chúng ta tu tỉnh đi, sau này chúng ta sẽ được hưởng, là kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, là chúng ta sẽ được hưởng cái cảnh đó. Là cái cảnh đó là cảnh sung sướng, là cái cảnh đó con người coi như là chúng ta không còn phải khổ sở giống như bây giờ cô bác anh em chứ đồng đạo. Là cái cảnh đó tưởng y chí tưởng thực, thực lai đến lui tự tại, nước chim cây rừng gì cũng thấy điều nó hết, đường xa muôn dặm tay đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngọ thời, người nào cũng muốn đánh lợi Như Lai. Vậy thì bây giờ đó là thở siêu quả địa cầu đất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Vậy thì bây giờ cái cảnh đó mới thật là cái cảnh sung sướng. Chính vì cảnh sung sướng đó mà nó cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở cho chúng ta, đó là ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần no ấm phú thi ăn nhàn, phải không? Quân thần phú tử dinh giang hết lo cay đắng cùng ăn phận cùng. Đó là cái cảnh, đó là cái cảnh sung sướng, đó là thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta thèm vậy thì bây giờ chúng ta gắng lo tu, gắng lo ăn chay, gắng lo niệm Phật, gắng lo làm lành, gắng lo bố thí, gắng lo làm phước, gắng lo giữ giới, gắng lo nhẫn nhục, để chúng ta tích lũy công đức đó mà sau này chúng ta được hưởng, cô bác anh em chứ đồng đạo. Rồi qua hai câu sau đó là ai mà biết đặng ngày mai. Ai mà biết đặng ngày mai là câu này Đức Thầy hỏi, hỏi lại cho tất cả đồng đạo của chúng ta, tất cả tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, ai mà biết đặng ngày mai. Vậy thì bây giờ Đức Thầy đã hỏi trong cuốn giáo lý, bây giờ Đức đồng đạo nêu lên, chúng tôi cũng xin hỏi lại. Hỏi lại đồng đạo mình, bây giờ ai biết được ngày mai đâu, đưa tay lên coi. Có ai biết được không? Không biết phải không? Không biết được ngày mai mình, bây giờ ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, ngày nay chúng ta đi đám dỗ như vậy mà không biết ngày mai mình như sao. Ngày mai bản thân mình ra sao mình chưa biết mà, phải không? Vậy thì bản thân của chúng ta vô thường bệnh lão, bất dữ nhân kỳ chiêu tồn tịch vong sát na dị thế, vô thường bệnh lão chẳng đợi với người nào, mới sớm còn tối mất là khoảnh khắc được bước qua đời khác liền. Nó lẽ như gió tạt ngọn đèn đá da nải lửa, sóng vỗ ngoài khơi bốn chiều đầu núi, chớp mắt là xong vậy. Bây giờ chị Lễ chị ngồi đây nè, ai biết được ngày mai, phải không? Là đồng đạo Lâm đó hen, là mới đi đám dỗ nhà của chính cao, tôi rủ đi đám dỗ còn mắc hất tóc chú Tư ơi, hất tóc hai ba coi như là người nữa. Vậy mà coi như là trong khi tôi đi đám dỗ rồi, ngày mai bắt đầu đi ra ngoài đồng rồi, có biết được không? Vậy thì bây giờ chúng ta biết được vô thường là mau lẹ vậy đó, sớm hồi đầu. Cuộc đời mau lẹ coi như là như vậy, thì bây giờ không biết được ngày mai thì bây giờ chúng ta phải gắng lo tu chứ sao, phải không? Vậy thì bây giờ trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, mà già nấu rằng chưa rỗ để tu, hết sinh rồi lại đến thu, cứ lần lỡ mãi là khi già quách quan. Không, trong khi đó là chúng ta cứ chờ hoài, hẹn lần hẹn lỡ hoài, rồi làm sao được. Cho nên bây giờ đó là sớm tu được sớm kệ tên báo, mà sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng, mà vô thường chẳng đợi mà thời gian không chờ, đúng không? Nó đâu có chờ mình đâu, mà đã không chờ không có biết được cái ngày mai mình ra làm sao cho. Bây giờ mình không chịu tu rồi tới chừng bây giờ tử thần gõ cửa rồi sao, phải không?
Mà khi tử thần đã gõ cửa thì vô thường đã đến, gọi là sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê, đất chiếu mến cõi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ hùng mang trận mắt chắc lưỡi, nghiến răng lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết khổ sở là dừng nào, đúng không? Vậy thì bây giờ coi như là chúng ta nếu biết được ngày mai chúng ta không biết được là như thế nào, thôi bây giờ là đắc nhất nhật quá nhất nhật, đắc nhất thời quá nhất thời, khẩn hành mãn hành tiền trình. Có nghĩa là được một ngày nên một ngày, được một giờ nên một giờ, ngày giờ gánh là chúng ta niệm Phật của bác Anh Em Dùng Đạo để mà chúng ta lo tu, để mà có duyên phước. Rồi một điều kiện thứ hai nữa, ai mà biết đặng ngày mai là nói qua thiên cơ biến chuyển ngăn ngơ tất cả chứ quý vị. Cái thiên cơ biến chuyển tất nhiên là không biết được ngày mai chúng ta nghĩ như thế nào, cô bác Anh Em Dùng Đạo. Ngày nay vậy mà ngày mai chúng ta chưa biết ra sao, cô bác Anh Em Dùng Đạo. Cho nên Đức Thầy mới nào bảo cho chúng ta biết nè, tai trời nạn nước thình lình. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói tai trời nạn nước thình lình, làm sao biết được ngày mai, phải không? Người hung cứ mãi chống kình với ta. Vậy thì bây giờ thiên cơ biến chuyển là ai, không ai mà biết được ngày mai mình ra sao hết. Là cái cuộc biến chuyển cái thiên cơ gấp gấp. Thì khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Mà bây giờ có những Đức Thầy nó đã gấp gấp rồi mà không chịu lo tu. Cô bác Anh Em Dùng Đạo là cái ngày mai mình biết được đâu, phải không, phải không? Thưa chưa quý vị, cho nên bây giờ cuộc đau đầu không sớm thì chạy dạng sự chỉ còn chờ tiếng nổ không. Mà tới chừng vậy rồi thì ầm ầm sấm nổ liên thanh, đá bay cắt chạy thình lình không hay, đâu có ai hay được, phải không? Vậy thì bây giờ thấy trứng gà lành vỏ bên ngoài chớ tưởng nó còn vài ngày tháng nghe, trong trứng có con gà ở sẵn, chỉ phút giây phá trứng chung ra mái thiên cơ cũng thấy, đâu xa vỏ quả đất vỏ gà gấp dọc. Hãy xét kỹ rồi tu mau chóng đến việc rồi hết dũng nam mô, tới chừng đó làm sao nam mô cho kịp, phải không? Vì vậy cho nên không biết được ngày mai ra sao thì thôi bây giờ trong lúc này còn yên, trong lúc này còn tu được, trong lúc này còn niệm Phật được, thì bây giờ chúng ta phải tu ra, cố gắng cúng lại, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật đi. Mà tới chừng mà biến chuyển rồi đó thì bây giờ chúng ta không còn cách nào khác hơn, không còn tu được đâu cô bác Anh Em Dùng Đạo. Cho nên Đức Thầy mới hấu thúc cho chúng ta, để nước đến chôn mới nhảy đụng, nhảy đụng á phải lọt ngoài sau chẳng gặp xuồng ghe chững, mới rầu làm sao lo liệu tu cho kịp, phải không? Gặp bập bẹ nam ô cũng nhọc cầu hoặc giả là ráng lo tu trước khi nước cuốn, ráng làm lành lúc chẳng tai ương, đừng đợi khi gặp cảnh thay lương mới hối ngộ không phương nào kịp à. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới cảnh giác cho chúng ta, nếu để chờ sấm nổ giang thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn. Tất nhiên ai mà biết đặng ngày mai thì ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm xảo. Ngày nay yên như vậy tất nhiên là ngày mai, tất nhiên là chúng ta có biết được đâu. Mà không biết được vậy thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị trước. Vậy thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị trước, tất nhiên là lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lâm chung hối tiếc đã rồi. Cô bác Anh Em Trong Đạo, đến chừng đó chúng ta hối tiếc cũng không xong. Thôi thì qua bốn câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dân chủ hài lòng hay dân chủ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay mình cũng có bốn câu hỏi từ phương để giải thích cho mình hiểu và đồng đạo hiểu chung. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho được mau gần Phật tiên? Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợ xích xiền chói thân. Hỏi từ phương thôi chứ tu hành nhiều kẻ tham sân, tham là sao, sân là sao? Rồi ham tiền như thế nào, nhiều kẻ ham tiền. Ý là thầy nói là nhiều kẻ là bao nhiêu người mà nhiều kẻ ham tiền. Nhờ Tư Phương cũng mổ xẻ cho nó sáng để mà cho anh em điều hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay văn dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo hai mẫu nêu lên trong bốn câu giảng của tổ thầy. Và trong bốn câu giảng đó là tu hành nhiều kẻ ham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên? Ai ai cũng cứ tham tiền, ấy là đem sợi xích xiền trói thân. Thưa cô bác Anh Em Dùng Đạo, vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng mà được đồng đạo hai mội đó là cũng được trích trong quyển nhất đó, hồi nãy có đã xuất xứ rồi, thì bây giờ tiết kiệm trong thời gian là chỉ biết nó là quyển nhất, không có cần xuất xứ nữa. Thưa chị quý vị,
Vậy thì bây giờ ở đây là qua bốn câu giảng đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý tu hành. Nhiều kẻ tham sân, làm sao cho được mau gần Phật tiên? Rồi đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ tu hành nhiều kẻ tham sân là tham sân như thế nào mà nhiều kẻ dữ vậy? Cô bác anh em trong đạo, chắc có lẽ là nhiều kẻ đây là muốn nói hết 95% rồi đồng đạo Xuân, thấy không? Nhiều kẻ tham sân tất nhiên là tu hành, tu thì có tu, hành thì có hành, mà tham sân đây là nó chiếm hết 95%, chứ không phải là ít đâu. Mà nếu như con người chúng ta ai diệt được lòng tham nên là về Phật rồi, ai mà diệt được lòng sân nên là chứng quả thánh hết rồi. Cô bác anh em trong đạo, nhưng mà tu 20 năm, 30 năm, 40 năm gì bắt đầu rà đi xét lại rồi lòng tham sân cũng vẫn còn. Còn nguyên người ta tu coi như là chứng quả vị tu đà hoàng tư đà hàm a la hàm a la hán, chứng thế ham luôn. Còn mình tu lâu rồi 10 năm, 20 năm hỏi chứng cái chứng quả vị hả? Nói tôi là cái chứng thật, nhưng mà cái chứng của tôi là chứng nào tật nấy, còn nguyên vậy hả? Không có gì trơn trọi, phải không? Cũng chứng vậy đó mà cái chứng cái quả đó đó cô bác anh em chứ đồng đào đó. Vì vậy cho nên tu hành nhiều kẻ tham sân, tất nhiên là tu mà cũng vẫn còn tham, tu mà vẫn còn sân ha, tất nhiên là còn nóng nảy mà còn giận hờn. Thì bây giờ trong cái đó chúng ta tu lâu cách mấy đi chăng nữa thì bây giờ cái lòng chúng ta không diệt được thì cũng không bao giờ thành công đắc quả được cô bác anh em dùng đạo, thấy không? Rồi bây giờ trở lại coi như là tham sân đó là cái gì cô bác anh em dùng đạo, mà nguyên nhân cái gốc nó coi như là do đâu mà sanh ra, cái gốc của nó á, thưa cô bác anh em dùng đạo. Cho nên bây giờ cái gốc của tham, cái gốc của sân đó là không có cái gì khác hơn tất nhiên là cái tấm lòng nhân ngã của mình. Thật sự là vậy. Cho nên nếu như chúng ta diệt được cái lòng nhân ngã của mình là không còn sân, mà cũng không còn tham, mà cái tham đó bắt đầu nó sanh ra cái sân. Tham không được, sân chứ có gì đâu. Mà nếu như chúng ta cái như là diệt được lòng tham rồi, cái lòng sân nó cũng diệt theo, tại nó dính léo theo mà. Vậy thì bây giờ cái lòng tham của con người của chúng ta do nơi cái lòng nhân ngã, cho nên tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi dạ cạnh tranh, thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hố tham chẳng bao giờ phủ liếp tánh tham sân, tham sanh, tham danh, tham sắc, tham tài. Ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách trần ai đều bị. Vậy thì bây giờ cái tánh tham của con người sở dĩ có là do nơi tấm lòng ích kỷ. Mà tấm lòng ích kỷ tất nhiên là cái tấm lòng chúng ta còn chứa dựa cái tâm nhân ngã. Mà ngày giờ nào con người chúng ta diệt được cái lòng nhân ngã thì làm gì có tánh tham, làm gì mà có cái tánh sân, phải không? Mà biết làm sao mà nhân ngã mà xong mà nó sanh ra cái tánh tham không? Nhân ngã thấy người ta giàu mình nghèo, thấy người ta có tài mình không có tài, cho nên bắt đầu trong khi đó mình muốn tranh hơn, tranh thua với người ta, rồi mới sanh ra cái lòng tham chứ có gì đâu. Vậy thì bây giờ nói chung lại với đồng đạo hai mọi là dân chủ với tất cả đồng đạo của chúng ta, đó là tu hành nhiều kẻ tham sân là do nơi cái người tu chúng ta không diệt được cái gốc của nó là nhân ngã, không có diệt được, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta ai mà tu hành tất nhiên là lòng cái nhân ngã còn thì bây giờ không bao giờ thoát được luân hồi. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Cô bác anh em dùng đạo, đó là qua câu đầu mà được đồng đạo nêu lên, tất nhiên tu hành nhiều kẻ tham sân nha. Nói rộng vậy thôi, không nói vậy thôi, tất nhiên là bây giờ chúng ta muốn diệt được lòng tham thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta cái phương pháp là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải không? Phải bố thí, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Mà lòng ích kỷ không còn nữa thì lòng tham làm gì có, phải không? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Mà nếu như cái tâm chúng ta không chịu bố thí, không chịu làm phước, rồi bây giờ quý vị mình thử nghĩ coi bây giờ lòng tham mình có diệt được không à? Được không? Không bao giờ diệt được chứ, chẳng phải không?
Cho nên cứ tiếc của mà mong có phước, thì phước làm sao có được cho mình. Không muốn tu mà lại muốn linh, thì linh không thể nào sinh ra được. Bằng như muốn cho mình có phước, bố thí đi cho tiếc đồng tiền. Còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền chính chắn, phải không? Cho nên càng có của càng lo bố thí nhiều thì quả vị càng cao. Cõi trần của cải ti hao, nhưng mà cõi Phật càng giàu phước thêm. Mà mình cứ tiếc của mà mình mong có phước không? Mà mình cứ tiếc của mà trong khi đó chúng ta muốn linh rồi mới giờ là muốn diệt lòng tham. Bây giờ tôi muốn diệt lòng tham mà nói cái miệng không chịu như là thực hiện, làm sao mà chúng ta diệt được lòng tham? Chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ coi như là cái tham gì đây? Bây giờ tham, trong khi đó nó có 6 món: tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Cô bác anh em trong đạo, 6 món tham. Nhưng mà 6 món tham này nó là cái gốc của nó, tất nhiên không có cái gì tham bằng tham tiền. Cái tiền nó là đứng đầu, không có gì tham tiền chứ. Nên Đức Thầy mới viết trong cái bài tu hành này, bây giờ quý vị mình gà kỹ lại coi có không. Tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo gì tiền phải ngửa nghiêng, không? Phật giáo gì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, mà thiền từ nào rước lại Tây Thiên. Thì rõ ràng qua cái câu này, tất nhiên ai ai cũng cứ tham tiền. Tham tiền ấy là đem sợ xích xiền trói thân. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ mời cùng với quý vị, cùng với chúng tôi tham khảo qua trong đoạn này, tại sao Đức Thầy lại bảo cho chúng ta ai ai cũng cứ tham tiền. Rồi bây giờ mình tu, bây giờ mình không tham tiền rồi không sống được sao? Không. Thôi chứ quý vị. Đó. Vậy thì bây giờ đồng tiền nó làm tiên làm Phật. Tiền là sức bật lò xo, tiền là thước đo lòng người, tiền là giọng cười của tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của tuổi già, tiền là món quà công cộng, tiền là cái lọng che thân, tiền là đòn căn công lý. Nghịch ý nhau không chỉ vì tiền, đồng đạo với nhau không nghịch ý nhau cũng vì tiền, không có gì khác hơn đâu, phải không? Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, đó là ai ai cũng cứ tham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Là chúng ta đem cái sợi xích xiềng này là trói thân hoài mà chúng ta không hay, đồng đạo hay mọi. Hay chưa không? Rồi bây giờ chúng ta duyên mai hạnh ngộ gặp được cái ông Phật lâm phàm, ra đời thấy tất cả các chúng sanh bị trói vào trong cõi ta bà này, là bị cái đồng tiền trói hết. Bị đồng tiền trói không thể nào mà thoát ly ra được. Nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết, cũng trong quyển nhất, mấy ai mà được lòng thiền với điên, phải không? Điên này sẽ mở xích xiền dắt chiều quá tánh gần miền tiên bang. Là Đức Thầy coi như là muốn chúng sanh mở cho cái là cái xích xiền cho chúng sanh, nhưng mà chỉ cần chúng sanh có lòng thành với Phật thôi, có lòng thành với ông Phật được rồi. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, mấy ai mà được lòng thành với điên, rồi điên này sẽ mở xích xiềng dắt diều ba tánh gần miền tiên bang, là Đức Thầy sẽ mở xích xiềng cho chúng ta. Mà cái xích xiềng đó tất nhiên là tiền bạc, chứ không có gì lạ. Rồi chỗ khác Đức Thầy nó tham chi giả tạm của tiền, ấy là đem sợi xích xiềng cho thân. Mà Đức Thầy có nhiệm vụ bổn phận là mở xích xiềng cho chúng sanh non tiên ra, non tiên sao nữa, ra sức tháo dây xiềng. Tất nhiên là Đức Thầy muốn tháo cho mình, thấy không? Non tiên ra sức tháo dây xiềng mà mình không chịu cho Đức Thầy tháo, nó dừng lại. Rồi bây giờ cái câu này á, là trong khi đó là Đức Thầy mới nói ai ai cũng cứ tham tiền, ấy là đem sợ xích chuyện đó thật. Làm vậy là bây giờ chúng ta coi như là bị vào trong cái hoàn cảnh đó mà chúng ta bị vướng hoài. Có cái nam truyền đạo. Vì vậy cho nên bây giờ nói đi nói lại nói tới nói luôn, thì bây giờ tất cả chúng ta bây giờ sống trên cõi trần gian này là phải có đồng tiền.
đúng không? Có đồng tiền. Nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta biết được dùng đồng tiền đó, thì bây giờ nếu như chúng ta biết dùng thì để về phàm, mà lộn lại đó là tiền à, thấy không? Cũng thời sử dụng đồng tiền người lo quần chúng, kẻ riêng lo mình. Mà lo quần chúng là tình tiên Phật, mà lo riêng mình là chất phàm nhân. Mà tình tiên Phật hết trầm lưng chất phàm nhân, tất còn thân lưng hậu. Thôi cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này đó, là Đức Thầy mới là mới xác định cho chúng ta biết. Tất nhiên là mỗi người người chúng ta sống trên thế gian này đều bị xích xiềng trói thân hết. Mà đã bị xích xiềng trói thân rồi thì sao? Thì bây giờ coi như là chúng ta phải cố gắng để cởi mở, phải cố gắng để mà chúng ta làm sao thoát đi những cái cảnh xích xiềng ấy. Cô bác anh em chưa đồng đạo, thưa chưa quý vị. Vậy thì bây giờ qua câu này là ai ai cũng cứ tham tiền quốc gia là tu hành nhiều, kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai tu mà còn lòng tham lòng sân là nhất định về cõi Phật không được. Ai tu mà còn lòng vấn đề mà tham luyến tiền bạc thì bây giờ cuối cùng rồi chúng ta cũng không bao giờ về Phật được. Cô bác anh em chưa đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui. Tất nhiên là bây giờ chúng ta tu thì bây giờ cần được cái đồng tiền để giải quyết cho cái trong cái cuộc mưu cầu cho sự sống. Chứ còn kỳ thật ra mà nếu như chúng ta tham đó thì bây giờ không biết làm sao mà chúng ta giải thoát cho được. Thưa chưa quý vị. Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng, bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên là đồng đạo hay mộng nêu lên, thì bây giờ tất cả đồng đạo chúng ta nên cố gắng mà ý thức cùng với nhau nha, để mà lo cho cái cuộc sống chúng ta, coi như là để mà dùng phương tiện, để tạm phương tiện để cho chúng ta sống qua ngày thôi. Chứ đừng có nên đem cái tâm tham, càng tham nhiều chừng nào coi như là con người chúng ta càng khổ nhiều chừng ấy. Cô bác anh em dùng đạo. Thưa chưa quý vị. Thôi thì bây giờ chúng tôi cũng xin tạm dừng qua bốn câu giảng này gọn gọn vậy thôi, em để trở lại cho dân chủ dễ kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua tiêu đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mà là Nguyễn Đức á, là vua Nghiêu xưa mở đất cài mà nay nhường lại cảnh này cho điên, xuống trần dạy dỗ minh thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Bốn câu này em không có hiểu được, mong anh cũng bày tỏ cho em dễ hiểu mà dễ hành. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay làm như có cái nhân viên cái quyển nhất cái gì. Nãy giờ hai đề đó là quyển nhất. Và tới đề thứ ba này cũng quyển nhất luôn. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo là nêu lên trong bốn câu giảng nữa. Mà trong bốn câu giảng đó là vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên, xuống trần dạy dỗ nguyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ gia ơn, lời điên khuyên nhủ như đần bá nha. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo. Vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng mà được đồng đạo á, là quý vị được biết á, là cô Phụng này đó là ở trên thành phố á, trịnh cô bác anh em chư đồng đạo. Mà quý vị được biết cái nhân tình của đồng đạo Bảy Thành đó, mà không biết sao chiêu cảm đến mà được đồng đạo mà từ ở trịnh mà đi, mà nửa đêm cho tới bây giờ mà đi xuống để mà tham dự. Quý vị mình thấy cái nhân tình ấy không? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ trong đạo tràng Phật Pháp đó, là đồng đạo rất là hâm mộ. Thì quý vị mình cũng ủng hộ cho Phật Pháp chút. Thưa chứ quý vị, thì còn cũng không khoảng bao lâu nữa, khoảng cỡ chừng 30 phút trở lại nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc rồi. Thì quý vị mình cũng ủng hộ cho gia đình, ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp và ủng hộ cho giáo lý, là cái điều này là quan trọng lắm đối với vấn đề Phật Pháp. Còn đồng đạo Bảy Thành á, thì tổ chức á, nó thật sự ra đó hen, ở gần gũi tôi biết đó hen, là đồng đạo gần trên 2 tháng nào lo lắng cơ bằng là cái con mắt bây giờ cái là thục luôn cô bác anh em chị đó. Lo cái đám dỗ đó không phải là dễ đâu,
Rồi quý vị mình hôm nay được cái tổ chức như vậy, quý vị mình đến mình ủng hộ gia đình tội nghiệp ông Bảy Thành, mà quý vị coi như là để mà bàn chuyện này kia nó hen là nó ủng không ủng hộ cho tinh thần Phật pháp đó, thì đồng đạo Bảy Thành thất vọng lắm cô bác anh em chị đồng đạo. Tại vì muốn tạo được một điều kiện công đức khinh thanh để hồi hướng cho người quá cố, thì chúng tôi cũng có cái chỗ tha thiết đến quý vị mình để mà hợp tác vậy thôi. Chứ thật sự ra thì cái đó là tùy duyên. Thôi thì mình đi để trở lại cái chương trình để trao đổi giáo lý. Thì đồng đạo có nêu lên trong bốn câu giảng là đồng đạo cũng ở Sài Gòn. Và đồng đạo có như là một cái nhiệt tình thiết tha mà đến như vậy đó. Rồi đồng đạo muốn hiểu qua cái giáo lý Đức Thầy. Đồng đạo mới nêu lên trong bốn câu giảng. Bốn câu giảng đó là tôi nghe mở Đức Thầy. Ngày nay nhường lại cảnh này cho điên, xuống trần giải võ quyên thiên giải rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cô bác anh chị đồng đạo, vậy thì bây giờ cũng trong nằm trong quyển nhất mà đồng đạo chỉ nêu lên trong bốn câu giảng này thôi. Vậy thì vua Nghiêu tất nhiên là hồi xưa trong thời kỳ của Tam Hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, và qua trong thời kỳ của Ngũ Đế, nhưng là trong đó nó là có Đế Nghiêu, Đế Thánh, Tiếu Hiệu, Phúc và Đế Cốc. Tất nhiên là đó là thời kỳ của Ngũ Đế. Nhưng mà ở nơi đây Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết đó, là qua bốn câu giảng này là vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Tại sao hồi xưa ông vua Nghiêu mở đất cài, mở đất nào, mà bây giờ lại nhường lại cảnh này cho điên? Là cảnh này là cảnh nào mà lại nhường lại cảnh này cho điên là cho ai? Vậy thì bây giờ mời cùng tất cả đồng đạo chúng tôi tham khảo cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ hồi xưa trong thời kỳ của Đế Nghiêu là thời kỳ của Ngũ Đế, cũng gọi là thời kỳ Thượng Cổ. Qua thời kỳ Đế Nghiêu và đến thời kỳ Đế Thuấn cũng là nằm trong coi như là thời kỳ của Ngũ Đế. Mà đã là thời kỳ Ngũ Đế là cái con người coi như là sống rất an nhàn tự tại, của rơi không kẻ lắm mà nhà ngủ khỏi than gài, là sống cuộc đời rất là ấm êm và hạnh phúc. Nên Đức Thầy mới còn nhắc lại cho chúng ta biết thở xưa thời Thứ Nghiêu, phải không? Thở xưa thời buổi Thứ Nghiêu thái bình thạnh trị, mến yêu kháng tình, chớ đâu đồ tháng sanh linh, bởi nay lỗi đạo kể kinh ngạo cười. Cho nên hồi xưa thật trong thời kỳ của Nghiêu, của Thuấn đó cô bác anh em chị đồng đạo, là thời kỳ thái bình an lạc. Cho nên thời kỳ Tam Hoàng là thời kỳ là cực hảo, thời kỳ coi như là Ngũ Đế là thời kỳ thái hòa. Cho nên thái hòa và cực hảo tất nhiên là con người chúng ta sống rất là tốt đẹp. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo mới nêu lên coi như là qua cái câu này, tất nhiên là vua Nghiêu xưa mở đất cài, tất nhiên là hồi xưa ông vua Nghiêu đó trong thời kỳ đó cô bác anh em chúng đạo, để mà mở ra đất cài, trong khi đó là để mà nói coi như là ông vua Thấn, mà trong khi đó ông vua Thấn nghe lời coi như là ông Cổ Tẩu. Ông Cổ Tẩu đó trong khi đó sai ông Thấn lên núi Lực Sơn á để mà cài ruộng, nhưng mà lên trên đó là ý đồ đó là giết ông vua Thấn. Nhưng mà cuối cùng rồi lên đó coi như là dôi ra cài, cuối cùng đem coi như là lúa thóc đem về. Trong khi đó có thời kỳ đó coi như là trong khi đó ông vua Thấn về làm hiêu. Cho nên ông Thuấn là ổng trong khi đó ổng đi cài ruộng, chứ ông Nghiêu đâu có cài, nhưng mà ổng mở đất cài, tất nhiên là truyền hiền bất truyền tự. Vậy thì bây giờ qua đoạn này là muốn nói trong thời kỳ Thượng Cổ, muốn nói trong cái thời kỳ coi như là hồi xưa con người sống rất là ấm êm và hạnh phúc, vậy thì thời kỳ đó cũng Ngũ Đế. Nhưng mà qua câu này Đức Thầy nói vua Nghiêu xưa mở đất cài, tất nhiên là bây giờ sau này thời kỳ Ngũ Đế, thời kỳ của Nghiêu Thuấn, thời kỳ thái bình an lạc đó, thì sau này được dời lại, được dời lại coi như là để mà sau này Đức Thầy coi như là có nhiệm vụ coi như là phục hồi lại trong thời kỳ Thượng Cổ, giống như thời kỳ của Nghiêu Thuấn, nghe không? Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại coi như là lúc đi dạo Lục Châu đó cô bác anh em chị đồng đạo. Cho nên có người coi như là trong khi hỏi mới Đức Thầy, hỏi ông người ở đâu rài, Đức Thầy mới trả lời rằng ở non cài vô Nghiêu.
là Đức Thầy trả lời, là Đức Thầy coi như là thời kỳ thượng cổ. Và sau khi Đức Thầy có bổn phận lặp lại cái đời thượng quân, giống như thời kỳ coi như là Nghiêu Thuấn vậy cô bác anh em dùng đạo. Nên mới có câu này là coi như là vua Nghiêu hồi xưa mở đất cài, tất nhiên là nhắc qua cái thời kỳ của Nghiêu Thuấn, là thời kỳ thái bình an lạc. Mà ngày nay tất nhiên là lúc Đức Thầy lâm phàm, nhường lại cảnh này cho đi, tất nhiên là nhường lại, tất nhiên là Đức Thầy có bổn phận. Bổn phận sau này Đức Thầy mới thiết lập lại cái cảnh đời thượng quân thánh đức, giống như thời kỳ của Nghiêu Thuấn, cô bác anh em dùng đọc, giống y như vậy đó chứ không có khác gì đâu, phải không? À, cho nên Đức Thầy mới nhắc lại trong bài Bóng Hồng đó. Trong khi đó là Đức Thầy mới thấy cái như là việc làm của Đức Thầy là sau này Đức Thầy làm cái cuộc đời mà thương yêu như xưa. Nhưng mà trong đó có một người mà trong khi đó là lại phá hoại cái là cái việc làm đó, cho nên Đức Thầy nó nực cười cho lũ sói môn đem điều cai nghiệt khóa tuồng thương yêu. Vậy thì bây giờ Đức Thầy có bổn phận lập lại cái tuồng thương yêu hồi xưa, mà giờ nó lại nó phá, nó không cho muốn Đức Thầy làm, cô bác anh em dùng đạo đó. Vì vậy cho nên ở đây tất nhiên là qua bốn câu giảng này là vô nghiêu sư mở đất cài, ngày nay dừng lại cảnh này cho đi, tất nhiên cảnh này là cái cảnh ta bà này, cảnh này là cái đất nước Việt Nam này, sau này là nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế, và đất nước Việt Nam này và cõi ta bà này thì sau này chúng ta sẽ biết là cái cảnh này là cái cảnh như thời kỳ của Nghiêu Thuấn. Nhỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, là cái cảnh này đây, là cảnh Nghiêu Thuấn. Trên cõi Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp, một nhà không ganh ghét, dứt câu thù hận quán nè. Rồi trên kẻ chí lấy công bình khoan đáng, dưới dạng dân trăm họ được êm liềm. Đây là cái cảnh thời kỳ Nghiêu Thuấn. Vậy là nhường lại cảnh này cho điên lại cái cảnh của Đức Thầy sau này có bổn phận lập rồi cái hậu long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Hoặc giả là xin đừng có lắm phân dân không thầy cái cuộc phong thần ai phong. Tất nhiên là sau này coi như là nhiệm vụ của Đức Thầy đây. Vậy thì nhường lại cảnh này cho thầy chứ còn ai nữa dở, phải không? Nhường lại cảnh này cho điên mới xuống trần dạy dỗ quyên thiên. Mà dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn, cô bác anh em chứ đâu. Mà dạy làm sao gọi là thảm phiền nhiều hơn? Dạy rồi bây giờ là tại sao mà thảm phiền nhiều hơn? Dạy rồi nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết, Đức Thầy qua một cái lần dạy dỗ xong nhưng mà chúng ta không có chịu nghe, nên gọi là thảm phiền đi, nhiều càng thảm càng phiền. Rồi chỗ khác Đức Thầy nó nghe rồi thì thảm phiền cho được phải không? Nghe rồi thì cũng buổi rồi, nào ai có biết đây là người chi, hoặc giả là kể khuyên trần như nước đổ lá không? Nghe rồi rót mất cái chân trời không có phải không phiền sao? Cho nên bây giờ nếu như chúng sanh mà được nghe lời ông Phật dạy rồi, tất nhiên là trong khi đó là ông Phật cũng vui lắm. Nhưng mà con cái trong khi đó ông Phật ông dạy mình vậy mà mình không chịu nghe, cho nên bây giờ qua câu này là xuống trần dạy dỗ quyền thiên. Dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn, cho nên dạy xong rồi mà chúng sanh không có chịu nghe, mà làm coi như là cái chuyện khác không. Chỉ mà hỏi anh chị cha sao không phiền, bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ dạy rồi trong khi đó là phiền rồi, trong khi đó là bây giờ không nghe rồi, cái Đức Thầy coi như là dùng thuốc để độ đời, dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị chí trăm quan thảm thiết. Rồi bây giờ hút thuốc độ đời để mà trong khi đó là có cái tình cảm với Đức Thầy để mà tu. Mà tới chừng mà hút thuốc độ đời xong rồi thì tới nuôi bù thuốc bộn bề chân về khỏi cửa cái ra về phụi ơn. Không phiền sao? Phải không? Thấy đời tu chối thiên lân từ nay trở lại mà gặp cơn thái bệnh hoặc giả là ngưng ngang làm thiếu lấy thừa, mẹ cha chẳng kể dối lừa ngổ ngang, ngày nay mới tới Phật đàn niệm một cái Phật đàn liền, rồi chậm lành chơi Phật ngạo tiên, rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình. Vậy thì bây giờ trong khi đó là những người nào mà không có chịu nghe thầy, không chịu tu rồi thì quyền của cô bác nam đạo đó là dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Tất nhiên là Đức Thầy buồn cho những người mà nghe qua giáo lý Đức Thầy rồi mà không chịu tu, không chịu làm theo lời Đức Thầy dạy, đó là thảm phiền nhiều hơn. Vậy thì bây giờ qua bốn câu này là được đồng đạo ở trên Sài Gòn là cô phụng để mà nêu lên cô bác anh em dùng đạo. Tất nhiên là cái nhiệm vụ thiêng liêng của Đức Thầy sau này là có trách nhiệm, tất nhiên là để mà lặp lại cảnh đời thượng quan, mà cảnh đời thượng quan giống như thời kỳ của Nghiêu Thấn, mà thời kỳ của Nghiêu Thấn tất nhiên là con người của chúng ta có như là không buồn không khổ chẳng ngày nào lo. Rồi bây giờ lão lại thúc đò đưa qua bến giác dân to tới nhà, vậy mà còn ghét để ca không cái tình cảm để dài nhục tiên. Vậy thì bây giờ nếu như ai biết được cái điều này thì hãy cố gắng chăm chỉ nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, cô bác anh em dùng đạo. Nếu như mà chúng ta tu thì sau này chúng ta được thoát khỏi,
không chịu tu, tất nhiên là chúng ta phải gặp hoàn cảnh mà đau đầu của bác Anh Nam Trần Đạo. Vậy thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết những người nào mà không chịu ăn năn cải quá làm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Ai mà xét đến ăn năn hoài đạo thân thiện bằng ăn dắt dần thì nếu không tu thì chứng khổ còn ơn, còn tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay của bác Anh Nam Trần Đạo. Đến đây giúp đề tài, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa được tiếng mà hả, biết không? Dạ kính thưa chư quý vị, và suốt trên dưới một tiếng đồng hồ và tất cả cô bác anh chị em và chúng tôi được gặp gỡ nhau, và chúng tôi là xin khoảng cỡ chừng 5 phút thôi cô bác anh đã trình đạo đã có lời để mà cùng tất cả cô bác và chư quý vị trong cái đạo tràng Phật pháp hôm nay. Thưa chư quý vị, thì đúng lý ra coi như là còn khoảng cỡ 10 phút, nhưng mà chúng tôi coi như là để tranh thủ trong thời gian là nói lời nói để mà cùng với nhau sách tấn cùng với nhau trên cái con đường hành đạo cô bác anh em chị đồng đạo. Thì tổ thầy đã xa vắng để lại cho chúng ta một kho tàng pháp bảo, hàng ngày chúng ta nghiên cứu đọc học và cố gắng tìm hiểu rồi, nhưng mà Đức Thầy căng đi và dặn lại không biết bao nhiêu lần để mà cho chúng ta để mà cố gắng chăm chỉ, đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài gài gặp ta. Vậy thì chúng ta cố gắng làm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy mới đúng là cái con hiền mà ngoan thảo của tổ thầy yêu kính. Vậy thì bây giờ chúng ta tu đây tất nhiên là chờ một ngày nào đó Đức Thầy yêu kính trở lại cho chúng ta. Tất nhiên bây giờ chúng ta giữ đạo chờ thầy, giữ đạo chờ thầy, tất nhiên là chứ bây giờ chúng ta đang tu tập đây, cúng lại ăn chay đây, niệm Phật đây là giữ đạo, mà giữ đạo đây tất nhiên là chờ thầy, mà chờ thầy tất nhiên là một cái ngày đó là cái ngày gì? Cái ngày mà Đức Thầy cho chúng ta biết ngày vui tươi cũng đà lô bấm, cớ sao đời còn mãn sai xưa không tìm thầy đặng hưởng phúc thừa ngày lập hội ta vinh nhìn quê, là chúng ta coi như là trông hưởng được coi như là cái ngày ân thừa của Đức Thầy cô bác anh em dùng đạo, phải không? Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là thọ ân thừa mà được cảnh nhàn an, nặng chịu trên đầu héo ruột gan, chí thoát ly dòng xích đỏ cầu trên thánh chúa những ngai vàng, mà chúa những ngai vàng sải mới yên rời ngay cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham liếng nơi tình thế gì cả, chúng sanh hết não phiền. À, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta coi như là trong một ngày đó chúng ta sẽ hưởng được cái ân thừa của Đức Thầy, rồi bây giờ chúng ta sẽ được hưởng cái ân thừa thứ hai nữa, tất nhiên là ân thừa của Tạo Hóa mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là ơi lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật thánh phước thừa cho dân, là chúng ta sẽ hưởng được cái phước thừa coi như là của Tạo Hóa và của coi như là tổ thầy. Vì vậy cho nên bây giờ hàng ngày chúng ta tu tập đây, cố gắng đây, ăn chay đây, niệm Phật đây, tất nhiên là chúng ta còn tâm, còn mong, còn đợi. Trong mong đợi còn có một khúc nữa thôi, con thuyền đã quá nửa giang hà rồi, dàn dãn kia là bến họ qua, khách mỗi lòng trong khu mỗi cánh, ráng ngang ráng chèo một mực nữa thôi, là còn có một khúc nữa thôi, còn có một chút nữa thôi, mà chúng ta nếu mà bỏ cuộc rồi tất nhiên sau này hối hận lắm bác anh em chưa đồng đạo, phải vậy không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta còn có khúc nữa thôi, bây giờ chúng ta ráng trông ngang, ráng chờ nghe cô bác anh em chưa đồng đạo, là bây giờ chúng ta ráng trông mà Đức Thầy cho chúng ta biết phải ngóng chờ cho phụng gặp kê ấy thời đại thánh tiên chỗ mặt, là ngóng rồi trông rồi chờ để dẫn thời đưa đến, đặng chung cùng một tuyệt quỳnh tướng, cây ngô đồng hứng vẽ đượm xương cho chim phụng mặt tiền xèo mớ. Vậy thì bây giờ Đức Thầy giáng mặt năm 1947 ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, là đọc toàn thế đồng đạo là đang ngóng, ngóng hoài không biết Đức Thầy ở đâu. Thầy ơi trở lại cứu con thơ, lạc mẹ đàn gà lú ngẩn ngơ, bây giờ coi như là con lạc cha con hỡi u ơ, thầy sao tới ngẩn ngơ thương mến ngọng. Ngóng đã đời bây giờ, trong khi đó đến năm 47 và cho đến năm 1954 cô bác anh em dân đạo, sau đến coi như là đến xác lệnh 002 coi như là của đệ nhị cộng hòa đó hen, là bây giờ trong khi đó là đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta được là có tư cách pháp nhân, bây giờ đến giai đoạn này trong, bây giờ đến giai đoạn đó trong, đến năm 1975 trong cái thầy về trong hoài cô bác anh em dân đạo, nhưng mà nỗi thương nam nữ trẻ già trong thầy lâu quá sanh ra nặng lòng, rồi bàn thân thiên vắng hương nồng của quyền bằng Phật cầm trong lạnh lùng để cho meo đóng đệ chung, lương hương lũng xét bằng chồng ngửa nghiêng trong quá không thấy thầy về có bỏ cuộc, phải không? Cho nên người gần cho đến kẻ xa là sự tu nay đã lơ là phần đông, nước nóng meo hương nồng vắng thối chai, không ăn vẫn không xem nhiều ông trở lại sai mềm, nhiều bà trở lại khi thèm chầu cao nữa, tất nhiên là trong khi đó trong thầy lâu quá có bỏ cuộc, phải không?
Rồi bây giờ trong giai đoạn trong đến năm 70 năm đó cô bác anh em dùng đạo, bây giờ trong khi đó là hai giai đoạn là ngóng trong được không? Còn bắt đầu từ đây trở về sau là chờ. Chờ là không còn trong nữa cô bác anh em dùng đạo. Bây giờ còn khúc này là chờ rồi không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải nghe qua lời này, nó ngóng trong chờ. Đến chờ, chờ gì? Chờ dẫn thời đưa đến. Đặng chung cùng một tiệc quỳnh tướng là chờ, là dẫn thời đưa đến phải không? Đặng chung cùng một tiệc quỳnh tướng với cây ngô đồng hấn dễ đựng sinh cho chim phụng mặt tình xè mô. Vậy thì bây giờ chúng ta đang chờ nghe. Vậy thì bây giờ chúng ta chờ đó là chúng ta coi như là phải cố gắng chờ đợi một ngày chúng, trong khi nền Đức Thầy trở về của bác anh em trên đạo. Cho nên bây giờ có nhiều khi đồng đạo thấy Đức Thầy giác mặt năm 1947 đầu đó, từ khi thọ nạn ở Đốc Vàng, bốn đạo mờ hồ rất quan mang, kẻ nói thầy còn lâu tu niệm, thầy người nghi thầy chết cái cướp bốc cạn. Ưng mấy chúng sanh đâu đền chết mới vì sự nghiệp của mình quản đâu. Cho nên bây giờ trong khi đó chúng ta gắng chờ nghe. Thì bây giờ cái chờ đó làm sao? Tất nhiên bây giờ nếu như mà chúng ta chờ đó thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cuộc đời này chứ là nó quá khổ rồi. Thì cuộc đời quá khổ không có nào vui, xác tới xác lui tu đó là hạnh phúc. Bài tường trong đục cặn lẽ thiệt hơn, mau sắp chở chân thì còn cơ hội. Chớ gây điều tội, chớ dướng điều tạc, lật hộ long qua thì là có mặt. Đèn tầng, đèn trần sắp tắt rồi, trái đất cần tiêu rồi. Không làm phước cho nhiều, từ bi cho khá. Cuộc đời tạm giả không chỗ tưởng nên mau đến Tây Phương thì mình đôi dân dưỡng. Ai mà còn lần lựa hẹn mốt hẹn mai thì ác cũng có ngày hút đồ khóc mốt. Ai mà tính trước bất diệt lo giàu, đạo đức cần trao đó là chân hạnh phúc. Ai lo tu rút lễ Phật thường hành, chừng núi qua thành Phật tiên cũng cứu. Ai mà có đủ công đức giúp đời, chừng gặp tai trời nước chân không đắm. Ai mà sợ lắm nặng đối sau này, ráng nghe lời thầy giúp cho kẻ thiếu. Ai sợ chết yểu muốn sống thượng quân, đạo đức keo sơn và lòng tinh tế thì nguy cơ đã hiện thấy hãy lo xa, xin niệm Di Đà mãn cầu như ý của bác Nam Dương Đạo. Thì bây giờ chúng ta ráng niệm Phật mà chúng ta coi như là thành công kết quả. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải ráng tu ngang, ráng tu coi như là trong cái đó chúng ta cần phải tu siết học bè, tu đề học bất, tu dập vô minh, tu sinh tịnh độ, tu trổ niết bàn, tu sang cực lạc là chỉ một kiếp này thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng dù cho lằn lóc ráng kiên trình, kiên trình mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan dạ chờ này, vàng đá bao phen cân nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa tận hoàng gom một mối phạt trần vạn kiếp, kiến bọc lại cho bác dùm đợt. Và kính thưa toàn thể chư quý vị, suốt trong thời gian chúng tôi trao đổi giáo lý, tất cả quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp, chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Nếu như hôm nay chúng tôi trao đổi giáo lý, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chúng tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thấy, cầu nguyện cho cửu quyền thất tội, cầu nguyện hướng lên người quá chẳng là đấng thân đồng đạo bảy thành hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chứ quý vị, thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn. Và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại, tất cả chư quý mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên, mà chúng ta sẽ được gặp Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tân Dân Thánh Đức Lễ Phép. Cuối đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.